Nên thắp hương vào thời điểm nào trong ngày để được thần tài ban lộc, tiền tài ùn ùn kéo vào nhà. Hoan hỷ đón chào quý vị khán thính giả đang theo dõi Phú Quý Tài Lộc. Lời đầu tiên, kính chúc quý vị khán thính giả an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, chiêm nghiệm được nhiều điều nhân văn để gia đạo được luôn bình an, tấn tài tấn lộc. Quý vị thân mến, việc thắp hương đã trở thành một phong tục không thể thiếu trong đời sống của người Việt từ lâu, không chỉ để tưởng nhớ ông bà tổ tiên mà còn mang đến những giá trị văn hóa truyền thống. Đặc biệt, nếu thực hiện vào thời điểm phù hợp, có thể hỗ trợ tài lộc và tiền tài cho gia chủ. Tuy nhiên, điều này không phải ai cũng biết. Vậy nên các gia chủ cần biết thắp hương vào ngày nào và giờ nào để nhận được sự ưu ái của thần tài. Hôm nay, Phú Quý Tài Lộc sẽ chia sẻ thông tin về thời điểm phù hợp để thắp hương, để được thần tài ban lộc, tiền bạc ùn ùn kéo đến. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Ý nghĩa của việc thắp hương. Nói đến nén hương, đây không chỉ là một sản phẩm thông thường mà còn là biểu tượng của vẻ đẹp văn hóa truyền thống, một phần không thể thiếu trong cuộc sống của người Việt từ thời xa xưa đến nay. Việc thắp hương, đặc biệt là vào những dịp như rằm, mùng 1 hay Tết, không chỉ là việc tạo ra sợi dây tâm linh kết nối sâu sắc giữa thế giới âm và dương, mà còn là cách thể hiện lòng hiếu kính của thế hệ con cháu đối với ông bà tổ tiên và những người đã khuất. Điều này là một biểu hiện rõ nét của đạo lý uống nước nhớ nguồn, giữ gìn và trân trọng nguồn gốc văn hóa. Ngày nay, việc thắp hương không chỉ xuất hiện vào những dịp lễ lớn, mùng 1 và ngày rằm, mà nó còn trở thành thói quen hàng ngày của nhiều người. Mùi thơm dễ chịu của hương làm cho không gian trong nhà trở nên ấm áp và yên bình hơn. Đồng thời, mùi thơm của hương còn có khả năng trừ tà và tẩy uế của nó, sẽ giúp đẩy lùi các loại âm khí, thu hút năng lượng tích cực, mang lại bình an và may mắn cho gia chủ cũng như tất cả các thành viên trong gia đình. Và đối với việc thắp hương thì các gia chủ nên lưu ý những điều sau đây. Thắp hương vào giờ nào trong ngày để được nhiều may mắn? Trong văn hóa tâm linh Việt Nam, việc thắp hương cho tổ tiên, thần linh hay những người đã khuất trong gia đình là một truyền thống được truyền qua nhiều đời. Hầu như các gia đình Việt Nam sẽ đều duy trì việc thắp hương vào những ngày lễ, ngày giỗ, ngày mùng 1 hay ngày rằm và những ngày quan trọng khác. Khi nén hương được thắp lên, cũng đồng thời là lúc sợi dây tâm linh giữa hai thế giới âm dương vô hình được kết nối sâu sắc nhất. Cùng với đó, thắp hương cũng là cách giúp con cháu bày tỏ lòng thành kính, sự biết ơn của mình đối với những người đã khuất, với ông bà tổ tiên trong gia đình mình. Thời gian thắp hương tốt nhất trong ngày là vào buổi sáng sớm, trong khoảng từ 6 đến 10 giờ sáng. Đây là thời điểm để bắt đầu một ngày mới. Khi thắp lên nén hương trong khung giờ này sẽ tạo bầu không khí ấm cúng, bình yên và vô cùng thư giãn, thoải mái. Từ đó, nó giúp các thành viên trong gia đình có được những niềm tin, hy vọng và nguồn năng lượng dồi dào, tràn đầy sức sống, luôn hướng đến điều lạc quan, tốt đẹp cho một ngày dài. Có nên thắp hương vào buổi tối hay không? Thưa quý vị, việc thắp hương không chỉ mang đến nhiều ý nghĩa tâm linh mà còn giúp tạo ra không khí trong gia đình trở nên bình yên và ấm cúng. Tuy nhiên, nhiều gia chủ hiện nay đặt ra câu hỏi liệu có nên thắp hương vào buổi tối hay không? Buổi tối thường là thời điểm nghỉ ngơi sau một ngày làm việc vất vả, là lúc mọi người trong gia đình tìm kiếm sự tĩnh lặng để thư thái. Do đó, thắp hương vào buổi tối nên được cân nhắc cẩn thận. Vào thời điểm này, vong linh lang thang oan khuất thường xuất hiện nhiều, và nếu thực hiện thắp hương không đúng cách, có thể mở ra cơ hội cho ma quỷ và vong linh xâm nhập, gây rối loạn và quấy phá. Vì lẽ đó, việc thắp hương vào buổi tối nên được hạn chế. Hơn nữa, để đảm bảo an toàn tốt nhất, gia chủ cũng nên lựa chọn và sử dụng những loại hương sạch, có mùi thơm thuần mộc, dễ chịu và mang lại cảm giác thư giãn. Trên thị trường có rất nhiều loại hương kém chất lượng, mùi khó chịu và có thể gây hại cho sức khỏe. Những loại hương này còn tạo ra màu khói đậm đen, làm ô nhiễm không khí linh thiêng trong không gian thờ cúng. Vì vậy, việc lựa chọn loại hương chất lượng và an toàn là yếu tố quan trọng, cần được xem xét cẩn thận. Quý vị có thể đến những cửa hàng uy tín để đảm bảo chất lượng, mang lại không gian thờ cúng, thêm phần thư thái và thoải mái trong gia đình. Những điều cần và lưu ý khi thắp hương. Quý vị thân mến, thường thì mỗi gia đình sẽ chuẩn bị các đồ lễ cúng phù hợp và dựa vào hoàn cảnh, truyền thống riêng của họ. Có gia đình đều có bàn thờ để gia tiên, bàn thờ Phật tổ, bàn thờ thần bếp, thờ thần tài, thổ địa. Mỗi vị trí sẽ cần thắp một cây nhang.
Ngoài lưu ý về thời gian thắp hương thì chúng ta sẽ cần lưu ý về những điều gì nữa? Mời quý vị cùng Phú Quý Tài Lộc tìm hiểu ở ngay phần tiếp theo nhé. Một số lễ vật dùng để thắp hương. Lễ vật cơ bản cần có để dâng hương trong ngày mùng 1 hàng tháng hoặc dâng hương ngày rằm cần có như hương, hoa quả, vàng mã, đồ chay, bánh kẹo. Cùng với đó, gia chủ cần chuẩn bị các đồ dùng để đựng như là bát, đũa, đĩa, thìa. Những đồ trên thì sẽ đều là những đồ chuyên dùng để thờ cúng, không dùng với những đồ mà gia đình đã sử dụng. Bên cạnh câu hỏi thắp hương vào giờ nào trong ngày thì thắp mấy nén hương trên bàn thờ để đúng với ý nghĩa tâm linh cũng được nhiều người thắc mắc. Khi thắp hương, các gia đình sẽ chọn thắp theo số lẻ, bởi số lẻ thường được tượng trưng cho những điều may mắn và đủ đầy. Đối với các gia đình có không gian chật hẹp, chỉ cần thắp một nén nhang để hương khói vừa phải, giúp không gian đủ linh thiêng và dễ chịu. Việc cầm hương bằng hai tay sẽ thể hiện được tấm lòng ngay thẳng, sự kính trọng của người thắp hương đối với người đã khuất và thế giới tâm linh. Hãy lau dọn bàn thờ cẩn thận và lau sạch bằng nước ấm trước khi thắp hương, bởi bàn thờ chính là phong thủy của ngôi nhà. Khi thắp hương bàn thờ tổ tiên, các bạn cần tắt hết các thiết bị âm thanh như là loa, đài, tivi và các loại âm thanh để tổ tiên có thể lắng nghe được những tâm tư nguyện vọng của người khấn. Nếu thắp hương ở đình, miếu, đường xá, người ta sẽ sử dụng các bài văn khấn để mời đúng vong linh của người mình cầu về. Bởi đây sẽ là những nơi có nhiều vong hồn đang lang thang. Nếu sử dụng không đúng bài cúng, có thể khiến các lễ vật rơi vào các vong linh khác. Ngoài ra, khi thắp hương gia chủ cần phải dâng hương bằng cả hai tay và thể hiện lòng kính cẩn cũng như niềm tin tâm linh của mình. Tránh thắp hương vào khung giờ 17 giờ cho đến 19 giờ và tránh đi vào đúng 12 giờ trưa. Lưu ý tiếp theo, bát hương bị bốc cháy. Đây chính là hiện tượng hóa âm. Vậy hiện tượng này sẽ đem đến vận gì cho gia chủ? Kính mời quý vị cùng tìm hiểu trong phần sau của video nhé. Quý vị thân mến, thắp hương đúng giờ, đúng ngày là một điều mà các gia chủ nên làm để có thể mang lại những tài lộc và may mắn cho gia đình, đúng không nào? Tuy nhiên là trong quá trình thờ cúng, đôi lúc các gia chủ sẽ gặp phải hiện tượng bất thường. Trên bàn thờ bị hóa âm, nhiều người sẽ rất lo sợ. Nếu gặp phải hiện tượng này thì cho rằng có lẽ sẽ mang đến những điều xui xẻo, tai ương cho gia chủ. Hóa âm có thực sự nguy hiểm đến vậy và cách hóa giải khi xảy ra vấn đề này là gì? Thứ nhất, nguyên nhân bát hương tự hóa âm. Bát hương hóa âm là khi phần chân nhang của bát hương bốc cháy âm ỉ. Không phải chỉ có hiện tượng bát hương thần tài hóa âm mà còn có cả bát hương thổ công hóa âm, bát hương gia tiên hóa âm, thậm chí là bát hương người mới mất cũng hóa âm. Hiện tượng bát hương hóa âm là điểm gì? Theo góc độ duy tâm, những người tin vào tâm linh thì lại cho rằng bát hương tự bốc cháy là điềm báo có chuyện gì đó hoặc đang sắp xảy ra. Đó là việc tốt nhưng cũng có thể là việc xấu. Nhìn chung, hiện tượng bát hương hóa âm khiến gia chủ sẽ không khỏi cảm thấy hoang mang và lo lắng. Không biết hiện tượng bát hương hóa âm tốt hay xấu cho gia đình hay không? Có ảnh hưởng đến gia đình hay không? Theo quan niệm, bát hương bị hóa âm là hiện tượng báo hiệu điềm chẳng lành đối với gia chủ. Bát hương hóa âm là điềm báo của tổ tiên cho gia chủ rằng mồ mả gia đình đang bị động hoặc nhiều khó khăn trong công việc. Thậm chí là dự báo điềm xấu gia chủ gia đình đó chuẩn bị phải đối mặt với chuyện tán gia bại sản hoặc sẽ xuất hiện mâu thuẫn giữa các thành viên trong gia đình như thù oán. Khi bát hương bị cháy, nếu không kịp thời dập tắt sẽ có thể dẫn đến cháy hết bài vị, ảnh hưởng bàn thờ tổ tiên, gây nguy hiểm đến tính mạng người trong gia đình. Ngược lại, với bát hương hóa âm, bát hương nếu như bốc cháy ở phần trên và cháy với ngọn lửa lớn thì gọi là bát hương hóa dương. Đây được xem là điềm báo tốt, gia chủ sẽ gặp nhiều may mắn, thành công, gia đình làm ăn phát đạt. Đối với những người không quá tin vào tâm linh, có ý kiến cho rằng nguyên nhân dẫn đến tình trạng cháy bát hương là bởi vì người thắp hương chưa dập hết lửa và khi cháy hết xuống kết hợp với phần chân nhang khô. Cũng có ý kiến cho rằng việc thắp hương quá nhiều sẽ dẫn đến việc làm các tàn nhang rơi xuống phần chân khô và tạo nên đám cháy. Thứ hai, cách hóa giải bát hương hóa âm như thế nào? Để hóa giải tình trạng bát hương hóa âm trên bàn thờ, nếu phát hiện sớm và tại thời điểm chân nhang bị cháy, thì bạn hoàn toàn có thể hóa giải bằng cách dùng nước sạch cho vào 3 cánh hoa tươi và tưới lên chân nhang. Nếu khi bạn phát hiện mà chân hương đã cháy một hồi lâu với ngọn lửa khá lớn thì hãy dập tắt chúng như bình thường. Lúc này lửa sẽ khá lớn so với ban đầu,
cho nên tốt nhất là nên dập lửa ngay. Nên lau chùi lại bàn thờ một cách cẩn thận và sạch sẽ ngay sau khi dập lửa. Tiếp đó, bạn sắp xếp các đồ vật trên bàn thờ và thành kính dâng hương xin phép được bốc bát hương mới. Tốt nhất là nên bỏ đi bát hương cũ, không nên sử dụng nữa. Để hóa giải thì các gia chủ để ý những điều sau đây. Lễ vật để bốc bát hương mới sau lễ tổ tiên. Bát hương hóa âm có thể là hiện tượng thể hiện cho điềm báo rằng mùa mả của gia đình đang bị động. Nếu xảy ra tình trạng bát hương hóa âm này, thì gia chủ nên kiểm tra mùa mả của gia đình xem có bị động hay không. Gia chủ có thể tiến hành sắm lễ, cúng tổ tiên để mời ông bà về làm chứng xem có thật hay không. Đến chùa giải hạn. Sau khi đã thực hiện sắm lễ tổ tiên, gia chủ nên sắm ít lễ vật đến chùa để giải hạn cầu an. Khi mua hoa quả đủ cúng, nên mua theo số chẵn và nên nhờ những sư thầy lâu năm đến để bốc bát hương cũng như lập bài vị. Cách lựa chọn bát hương để trưng bàn thờ. Bát hương cháy nếu không phát hiện kịp thời thì có lẽ sẽ gây nên tình trạng hỏa hoạn lớn, khó dập tắt. Để tránh tình trạng này, tốt nhất là nên tránh chọn những bát hương làm từ gỗ để thờ cúng. Thay vào đó, bát hương được làm bằng gốm sứ là lựa chọn phù hợp cho việc thờ cúng tại nhà. Nếu thờ cúng tại các chùa chiền, đền thờ, bạn nên chọn những bát hương đồng hay đá. Tùy theo từng nhu cầu và mong muốn mà bạn có thể lựa chọn được cho mình một bát hương với thiết kế phù hợp. Nếu không gian gia đình, bàn thờ của nhà bạn theo xu hướng cổ điển thì bạn nên chọn bát hương men dạt. Nếu không gian gia đình mang thiết kế hiện đại, bạn có thể chọn những mẫu bát hương men lam. Rõ ràng tình trạng bị cháy bát hương là điềm báo không may cho gia chủ và những người thân trong gia đình. Tốt nhất chúng ta cần biết cách bảo quản, giữ gìn cẩn thận bát hương. Bài viết trên đã giải đáp thắc mắc hiện tượng bát hương hóa âm là điểm gì và cách hóa giải hiệu quả. Hy vọng những thông tin này sẽ thật hữu ích đối với tất cả mọi người. Quý vị thân mến, thắp hương là một phần quan trọng trong phong tục truyền thống của người Việt, tượng trưng cho lòng tôn trọng, tri ân tổ tiên và gìn giữ giá trị văn hóa. Thường được thực hiện trong các dịp đặc biệt, việc thắp hương không chỉ là nghi lễ mà còn là cách duy trì sự đoàn kết và ấm áp trong gia đình. Phía trên đây là Phú Quý Tài Lộc đã chia sẻ cho quý vị khán giả về khung giờ thắp hương để được thần tài ban lộc, tiền bạc ùn ùn kéo vào nhà và những lưu ý khi thắp hương. Tuy nhiên, Phú Quý Tài Lộc tin rằng việc thắp hương xuất phát biểu hiện từ cái tâm của con người, chứ không phải chỉ là một hành động hay một thói quen được thể hiện ở bên ngoài để được các bậc bề trên và gia tiên phù trì. Kính chúc quý vị và các thành viên trong gia đình gặp nhiều may mắn, vạn sự bình an. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình ngày hôm nay. Và đừng quên ấn like, đăng ký kênh Phú Quý Tài Lộc để không bỏ lỡ những video hay nhất từ chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.